con muốn đẹp trai nhanh hơn lắm. Hôm anh cho con chiếc áo, anh ấy mặc hôm nhận giải cầu lông. Con thích lắm, con mặc mãi, dù nó trông cũ rồi, ước gì nó được mới như lúc trước. Mẹ em đã tìm được thai mới, bột giặt đầu tiên có tinh thể nhạy sáng màu xanh. Các tinh thể này là một phát minh mới nhất giúp tẩy vàng, vì sau khi giặt, lúc quần áo được phơi, chúng sẽ tiếp tục kích hoạt ánh sáng, tẩy sạch chất gây ngả vàng trên sợi vải, mang lại vẻ sáng đẹp cho quần áo đã bị cũ ngả vàng chỉ sau vài lần giặt. Con cũng đẹp như anh không vậy? Nhờ mẹ đấy, anh em con lúc nào cũng đẹp trai. Thai mới, càng giặt càng mới.